Em Linh San xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Hôm nay là mùng 2 tháng 10, em tiếp tục lên chia sẻ một số mặt bông hoa cát đẹp có tại vườn nhà em anh chị nhé. Anh chị nhà mình cùng theo dõi á. Đầu video thì em sẽ mời anh chị mình ngắm một trong những cái mặt bông hoa brass rất là xinh đẹp, đó là cây Makai Lai với Mashima. Đấy, bông hoa chùm như thế này anh chị nhé. Đấy, nó rất là xinh. Cây này thì anh chị mình chăm lực nó rất là cao to anh chị nhé, rất là cao to, bông hoa chùm như này. Và đặc biệt thằng này hoa thơm cả ngày lẫn đêm anh chị nhá. Đấy, chậu thì rất là to như này. Em sẽ chia sẻ cái chậu em đang cầm tay này anh chị nhá, là 200.000 một chậu, lên một chậu tác phẩm cho em luôn rồi. Cái cây này anh chị mình nuôi 5 6 7 năm nó mới được cái chậu như thế này nha anh chị nhá. Nó rất là to, thơm quá. Anh chị cứ lên cho em là Brass Makai anh chị nhá. Đấy, Brass Makai. Đấy, 200.000 cái chậu này. Và em chia cũng vẫn sẵn những cái size hàng lá như thế này anh chị này. Đấy, những cái size mà như thế này, size nhỏ anh chị nhá. Size nhỏ cũng là cây trưởng thành rồi. Anh chị lên cho em với giá là chỉ có 90.000 một chậu thôi. Đấy, size cây như này, em có duy nhất một chậu hoa thôi nha. Anh chị nào nhanh tay thì được này. Giá em báo ở đây là chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị nhá. Phí vận chuyển một đơn hàng là 35.000 trên một đơn. Anh chị lấy từ 3 mã là em Linh San đã hỗ trợ ship rồi. Cái cây Makai này đẹp tuyệt vời luôn anh chị ạ. Xinh quá, thơm. Rồi, tiếp theo anh chị này, em sẽ đi qua một số cái combo anh chị nhá. Một số cái combo giá rất là yêu thương luôn. Đấy. Combo này thì em bán giá rất là rẻ luôn anh chị này. Bán combo, đặt đây là combo 1. Chậu đầu tiên này là cây cái này gọi là cây thông Sufan Gono 5. Cây này hoa rất là đẹp, cây này là cây trưởng thành rồi anh chị nhá. Đấy, mầm đang đi này. Cây này anh chị mình về chỉ có ra mầm là cho hoa thôi nhá. Cây này to quá. Và một chậu hoa đỏ, cây này gọi là cây Flon Biết nha anh chị nhá. Đây, hai size cây như thế này. Hai size cái này đều là size cây trưởng thành, em bán cho anh chị mình với giá là 160.000. Đấy, cái combo 1 này nha anh chị nhá. Rất đẹp luôn. Đấy, tính ra chỉ có 80.000 một chậu thôi mà được hai giống anh chị nhá. Anh chị nào mà thích cây cao to đùng đỉnh thì bỏ qua những cái mã combo này nhá. Sẽ chọn sang những cái mã chẳng hạn một lát nữa em lên. Những cái size cây nó tầm khoảng 130 150 anh chị nhá. Còn size cây combo là chia sẻ giống cho anh chị nhà mình về chơi nhá. Đấy. Combo 1 là 160 này. Rồi, tiếp theo combo 2 anh chị này. Combo 2. Đấy. Cũng là một chậu thông Sufan Gono 5 anh chị này. Cây này cây trưởng thành nha. Cây này là cây em tách ra em trồng rất là khỏe luôn anh chị. Trồng dưới ép rất là khỏe nhá. Đấy, chậu hoa vàng này. Và tiếp theo đây là cây hắc tùng đỏ. Size cây này là size cây size nhỡ anh chị nhá. Cây khỏe không anh chị này. Cực khỏe. Combo số 2 này em bán cho anh chị mình với giá chỉ có 150.000. Tính ra chỉ có 75.000 một chậu thôi. Cây rất đẹp và rất khỏe như thế này anh chị nhá. Về sang chậu ổn định chậu là ra mầm mới có hoa thôi. Anh chị này, cây này cây trưởng thành này. Đó nhá. Combo số 2 150.000, hai mặt hoa nha anh chị ơi. Rồi tiếp theo này, combo số 3. Combo số 3 này là một cái cây hoa vàng và một cây hoa màu trắng, trắng bạch tuyết nha chị nhá. Cây này là cây cây này gọi là cây Nacon Chasi Dino 3. Cây này rất đẹp xuất sắc, cây này là cây em tách ra, tách hướng ra nhân anh chị, cây nó rất là khỏe này. Đi rễ rất là mạnh như thế này, cây trưởng thành nha anh chị. Đấy, Nacon Nova này và một cây trắng bạch tuyết đây anh chị. Cây trắng bạch tuyết này, size cây trưởng thành nha. Anh chị ơi, bình thường em bán size cây bạch tuyết là 90 đến 100.000 một chậu đấy, em gộp hai combo và không tách lẻ nha anh chị nhá. Bán cho chị nhà mình với giá bao nhiêu ạ? 150.000 hai cái chậu này, combo số 3 cho em đi ạ. Đấy nha. Mỗi combo này chỉ có một vài ba chậu thôi nha anh chị nhá, nó cũng không có nhiều đâu ạ. Và tiếp theo đây anh chị này, em sẽ đi sang một số mã cây cao to rất đẹp anh chị nhá. Một trong những cái dòng cát tem á, hoa to nhá. Đây, đầu tiên này anh chị này, lên xem cái cây đỏ phét anh chị. Cây đỏ phét rất là đẹp, còn đâu đó một hai chậu nữa thôi. Đây, càng để càng lên mầm rất đẹp, cây rất là cứng táp. Đó, em sẽ mời chị mình ngắm hoa trước nhá. Lên cho em mã này là mã L21, em chia cho anh chị là 130.000 một chậu to tố lô như thế này anh chị nhá. Hoa đẹp lắm và cái khuôn hoa này nó rất là tròn đấy anh chị. Đấy, mã L21 nha anh chị. Rồi, tiếp theo anh chị này, qua cho em tông hoa đỏ màu trắng lưỡi đỏ đi anh chị. Cây này gọi là cây Anna nha anh chị ơi. Anna, cây rất là cao to, cây tách chiết. Này anh chị thấy không, em đo này, lên đến lá hơn hai găng tay luôn đấy anh chị. Chưa bao giờ có cái lô Anna đẹp như thế này. Anh chị nhà mình chưa có Anna bông hoa chùm thì đầu tiên em cũng sẽ mời chị mình ngắm hoa trước nhá. Đấy, cái size cây em chia như này anh chị lên Anna này, 140.000 một chậu. Ôi, bao đẹp nhá. Đấy. Rồi, em sẽ qua một cái màu hoa đỏ viền vàng anh chị nhá. Đỏ viền vàng anh chị mình chăm lực thì thân nó mập lắm.
thân nó rất mập và hoa rất là đẹp đấy. Hoa em sẽ gắn ở bên trái màn hình anh chị này. Lên cho em mã này là mã L97, chia cho anh chị là 130.000. Đó nhá, rất đẹp luôn. Rồi, lên cho em tông hoa màu hồng, cây này gọi là cây hồng kim cương. Rất nhiều anh chị đón nhận và rất nhiều anh chị hỏi em cái cây này. Cây này có trên thị trường rất nhiều năm rồi anh chị ạ, rất nhiều năm và cây tách chiết anh chị thấy không? Cây rất là cứng cáp. Đây, sai cây tách chiết như thế này. Anh chị ơi, nó tầm khoảng độ 5 7 8 lá anh chị nhá. Đấy. Lên cho em hồng kim cương mã L71, chia cho anh chị 130.000. Hoa siêu to anh chị ạ, hoa siêu to thơm đậm nha. Đấy. Em xin giới thiệu tới anh chị, đây là một trong những cái mặt bông hoa rất là đẹp, màu đỏ tươi. Đó là bông Siam Red nha anh chị nha, hay còn gọi là cây đỏ ngọc trai mã L67 đấy anh chị. Đấy, mọi ngày em vẫn hay chia cho anh chị và hôm nay em có rất là nhiều cây để chia sẻ tới anh chị nhà mình nha. Đấy, size này là luôn sẵn luôn anh chị. Đấy nha. Đây gọi là cây đỏ ngọc trai, size cây rất là bự như thế này, xòe rất đẹp và đi rất nhiều hướng. Cây này thì siêu dễ bông rồi và hoa rất là thơm, ban tối nó vẫn có hương đấy chị. Ngày thơm đậm và thơm xa luôn nha anh chị nhá. Đấy, đỏ ngọc trai lên cho em mã L67, chia cho anh chị là 150.000 một chậu. Đây là chậu to và chậu tác phẩm luôn cho em rồi nhá. Đây này. Đấy, rất nhiều thân như này, cây rất là cứng cáp, 150.000. Rồi, qua đây cho em này. Em này là cây người đẹp đài trung, một trong những cái mặt bông hoa. Đấy, cần hoa rất dài, bắt đầu mới tách đấy, mới tách nụ anh chị nhá, mới tách nụ và hoa rất là to đấy. Đã bông chùm mà lại còn hoa to ghê chứ. Cái này, sai cây tách chiết nha anh chị nhá. Lên cho em người đẹp đài trung mã này, mã L8, chia cho anh chị nhà mình với giá là 140.000 một chậu anh chị nhá. 140.000 một chậu. Đấy. Rồi, qua đây cho em còn một vài ba chậu cây của cây này là gọi là Blue Sky. Thằng này bông hoa chùm nở lần 5 7 10 bông đấy chị. Cây này rất đẹp cho em nhá. Blue Sky này chị này. Đấy, mấy trước em chia cho anh chị là 130.000 một chậu, hôm nay còn mấy chậu nữa thôi và nó đang lên lá đẹp công về nhà em lên được thêm một hướng nữa này anh chị này. Bán cho anh chị nhà mình này, 101, cây nó không cao to đâu, không có chậu nhiều thân đâu anh chị ạ, nhưng cái cây này nó không có đại trà nha chị nhá. Bán cho chị nhà mình là Blue Sky 101 cái chậu như hình này. Đấy nhá. Cây này hoa đẹp lắm luôn anh chị. Và anh chị nào mà muốn sưu tầm trắng bạch tuyết nha chị nhá, trắng bạch tuyết Snow White anh chị này. Nhưng mà sưu tầm một chậu như thế này, em chia là 90.000 một chậu nha chị nhá. Đây size cây như này là cây trưởng thành rồi, cây trắng bạch tuyết này thì nó không cao lắm đâu. Đấy, chậu như thế này nhá, trắng bạch tuyết. Đấy, 90.000 nha. Rồi, qua cho em tiếp này anh chị ơi. Qua cho em một cái tông hoa trắng lưỡi đỏ, em gắn hoa bên trái màn hình đấy. Cây này gọi là cây Android 2 anh chị, cây Android 2 này. Xuất sắc. Thân rất là to và thân rất là mập, lá bự này anh chị này. Đấy, cây cũng là cây tách chiết nha anh chị, mã L69. Em chia là 130.000 nha anh chị ơi. Và qua tiếp đây cho em này, cái tông hoa này được đón nhận rất là nhiều bởi vì hoa rất là to và hoa rất là thơm. Một trong những cái dòng like của Lucky thì em mời anh chị mình ngắm hoa trước nhá. Đẹp chưa anh chị ơi này. Hoa rất là đẹp, hoa rất là thơm luôn. Cánh hoa rất là dày, hoa to nha chị nhá. Đấy, anh chị nào mà chưa có cái mặt bông hoa này thì anh chị lên cho em mã L95 nhá. L95 size cây em chia như thế này anh chị này. Cái cây này nó thân nó rất là mập, lai của Lucky đấy anh chị. Đấy, Lucky nó đã đẹp rồi thì cái cây này này nó bự trà bá và hoa thơm. Đấy, đẹp ngang ngửa Lucky nha anh chị nhá. Mỗi cây nó sẽ có một cái vẻ đẹp khác nhau. Đấy, họng màu vàng ở trong cái họng này. Anh chị thấy không? Nó xòe như cái váy luôn đấy, ở dưới cái mũi anh chị. Đấy, cái bông này rất là đặc biệt nha chị nhá. Đó. Anh chị lên cho em mã này là mã L95, em chia cho anh chị với giá là 130.000 một chậu luôn anh chị nhá. Đấy, cây này rất là đẹp luôn. Cái size cây em chia đều là size cây trưởng thành, nhiều cây đang đẩy lên lưỡi mèo anh chị thấy không ạ? Lên cho em mã này là mã L95, hôm nay em bán cho anh chị mình với giá chỉ có bao nhiêu? 130.000 một chậu thôi. Đấy nhá, cái này hoa thơm lắm. Màu này anh chị phân biệt cho em nó là màu tím Huế nha anh chị ơi. Và cuối cùng đây chị này sẽ lên cho em một cái tông hoa rất là mới và cây này rất là đẹp luôn anh chị nhá. Đây, cái size cây này gọi là cây Tai Nan Gold Live với Flow and Beat Golden Delight 2 nha anh chị nhá. Đây anh chị nào mà thích lấy dặm thân thì nó sẽ như thế này và anh chị nào mà thích lấy cao nó như này. Để cao lên kênh, cái cây này cao và hoa nó rất là to đấy anh chị. Cây này cao này. Hoa rất là đẹp, mặt bông hoa mới anh chị nhá. Cái cánh vai trông rất là giống vua mèo, cánh đài giống Mr. Yên. Cái con mắt rất có hồn anh chị thấy không ạ? Cái cây hoa vàng lưỡi đỏ rất đẹp. Anh chị nào mà chưa có giống, anh chị lên cho em mã này nhá. Là mã B82, chia cho anh chị nhà mình là 200.000 một chậu. Cây em thuần vườn rất là khỏe anh chị này. Cây cao không ạ? Cây cao và lá nó to lắm nha, lá nó bự lắm. Đây. Anh chị nào thích lấy dày thân thì lấy và thích lấy cao như này lấy. Cao đẹp quá này. Đó, B82 nha anh chị, 200.000 một chậu.
Và như những hôm trước thì em cũng đã lên rất là nhiều mật bông hoa khác ở trên kênh rồi. Em mời chị mình ghé kênh của em tham khảo một số mật bông mà mình ưng ý anh chị nhá. Đấy, mình nhớ đúng đầu mã và alo trực tiếp cho em Linh San theo số điện thoại 0984 282911 anh chị nhá. Còn bây giờ là em xin dừng video lại tại đây ạ. Anh chị đừng quên tặng em Linh San một nút like video và một nút đăng ký kênh nha. Rồi em xin cảm ơn ạ.